Đường Tam Tạng đã qua đời ở kiếp nạn đầu tiên. Ngũ Hành Sơn không tồn tại, Cao Lão Trang là giả. Ở thành Siêu Đà, da người bay rợp trời. Hành trình sang Tây Trúc Thỉnh Kinh rốt cuộc là thật hay là giả? Tiếng trống vang vọng khắp thành. Tôi bước trên con đường đá rộng, đi thẳng đến một tòa tháp cao lớn trong thành. Hình như đó là một Phật đường. Trong thành quả nhiên không hề có yêu quái, ngược lại còn toàn những tăng lữ ăn mặc giống tăng nhân áo đỏ. Một vài người còn đội nón màu vàng. Tuy mưa rất to, nhưng dường như họ chẳng hề để tâm đến điều đó. Tôi đi theo tăng nhân áo đỏ bước lên cầu thang của tòa tháp. Những chiếc trống được đặt ở hai bên cầu thang. Tôi cảm giác hình như mặt trống cũng được làm cùng một loại chất liệu với những tấm da người tôi thấy ngoài thành. Hôm nay là ngày hái sen, ta mời ngươi đến đây cùng thưởng thức. Hái sen? Ngươi tu Phật, hẳn cũng biết hoa sen là tượng trưng cho Đức Phật. Thứ ngươi sắp được diễn kiến tiếp theo chính là quá trình tạo ra pháp khí hoa sen. Pháp khí hoa sen là gì? Tôi tự hỏi. Bước lên đài cao, đứng trước Phật đường, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tụng kinh trầm thấp từ trong Phật đường truyền đến. Tăng nhân áo đỏ gõ nhẹ vào cánh cửa. Cửa Phật đường lập tức mở ra. Bên trong là một khung cảnh khiến kẻ khác phải kinh hãi. Trên vách tường Phật đường treo đầy những bức tranh Phật làm bằng da người. Trên giá treo các loại pháp khí làm bằng đầu lâu. Một đám tăng nhân mặc áo đỏ ngồi thành một vòng tròn, nhỏ giọng niệm kinh. Chính giữa vòng tròn là hai cô gái trần truồng bị trói chặt vào nhau. Miệng các cô ấy bị nhét vải, biểu cảm thống khổ. Dưới chân là một cái vò lửa trông nóng cực kỳ. Mà hai cô gái bị trói ấy giờ phút này đang bị ép ngồi xuống cái vò lửa nóng đó để nướng chín da thịt. Mấy người đang làm cái gì vậy hả? Tăng nhân áo đỏ đưa tôi vào, không trả lời. Chỉ nói: Hai lần chín 18 ngày nữa là thời gian đã đến, có thể bắt đầu hái sen. Lúc này, có hai tăng nhân đứng dậy, trong tay họ cầm theo một cây đao, đi đến chỗ hai cô gái kia. Đa, dừng tay, mau dừng tay. Tôi hét lớn với tăng nhân kia. Tất cả bọn họ đều quay đầu lại nhìn tôi, nhưng trên mặt lại không hề có chút cảm xúc nào. Mấy người, định làm gì vậy? Tôi lao đến muốn ngăn cản hai tăng nhân cầm đao, nhưng lại bị những kẻ khác đè lại. Tăng nhân áo đỏ trách mắng tôi. Ta thấy ngươi cũng là người tu Phật, có lòng tốt mời ngươi đến xem hái sen, ấy thế mà ngươi lại dám làm ra chuyện khinh nhờn Đức Phật như vậy. Ngươi, rốt cuộc mấy người các ngươi là người hay yêu? Tôi bị đè lại, vẫn lớn tiếng chất vấn. Hắn dám nghi ngờ chúng ta là yêu quái. Tôi tiếp tục hét lên đầy giận dữ. Tăng nhân áo đỏ kia thấy thế thì đi đến trước mặt tôi. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn tôi đầy quỷ dị. Rốt cuộc ngươi đến đây có phải để bái Phật không? Phật cái gì mà Phật? Các ngươi là ma. Là ma, dùng da người làm trống, dùng xương làm pháp khí, còn muốn thực hiện hành vi tàn ác với những cô gái kia. Đức Phật thật sự sao có thể cho phép những chuyện đó? Đức Phật thật sự là thế nào? Ngươi từng gặp quá chưa? Chẳng lẽ giống đám người Đông Thổ các ngươi, suốt ngày chỉ biết ăn chay niệm kinh à? Hắn nhìn tôi, giọng nói đầy sự khinh miệt. Lời vừa dứt, trong phòng lại vang lên một tràng cười vang. Chỉ biết quấy nhiễu chốn Phật môn thanh định, mau đưa hắn ra ngoài. Hắn vung tay lên, mấy kẻ đang giữ tôi lại lập tức lôi tôi ra khỏi Phật đường, sau đó ném mạnh tôi ra ngoài. Tôi lăn xuống cầu thang, đầu óc choáng váng, nằm sấp trong vũng bùn, không sao dậy nổi. Những tăng lữ khác đi qua đi lại xung quanh như chẳng hề nhìn thấy tôi. Mấy người các ngươi thì tu Phật cái nỗi gì? Dù không đứng dậy nhưng tôi vẫn căm giận nói. Thứ họ tu đương nhiên cũng là Phật. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi. Ta từng nói với ngươi rồi, lấy kinh thật ra chỉ là một giấc mơ thôi, giấc mơ của người trong thiên hạ. Tôi cố ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trừ bát giới, ta đây. Ngươi là Trừ Bát Giới? Vậy Đường Tăng đâu? Tôn Ngộ Không đâu?
Sa Hòa Thượng đâu? Bọn họ đâu cả rồi? Người đàn ông kia không trả lời tôi. Phật viết, không thể nói phải không? Vậy Trư Bát Giới, sao ngươi lại muốn ta biết những thứ đó? Giọng người đàn ông bỗng trở nên nghẹn ngào. Vì ta cũng muốn biết, rốt cuộc ta đã làm gì? Ngươi đã làm gì? Ngươi là Thiên Vọng Nguyên Soái, vì chồng nghèo hận Nga nên mới bị đuổi xuống nhân gian. Vì để quay về trời nên ngươi mới phải bảo vệ đường tăng đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, lấy được chân kinh, phổ độ chúng sinh. Các ngươi đã nói, khi nào địa ngục chưa trống, khi đó các ngươi sẽ chưa thành Phật. Tôi nói xong rồi bắt đầu ho kịch liệt. Địa ngục chưa trống, địa ngục chưa trống. Trư Bát Giới lại bắt đầu cười. Ta là Trư Bát Giới, sao ngươi lại hỏi ta những thứ đó? Ta vừa tham lam, vừa lười biếng lại vừa khờ. Tám giới ta đều đã phạm qua, ta thì biết gì chứ? Có lẽ ngươi đã đến Linh Sơn rồi, nên cái gì ngươi cũng biết cả. Ý gì? Rốt cuộc ngươi có ý gì? Ta không biết, cái gì ta cũng không biết. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Chính cái đầu lâu Sa Hòa Thượng đeo trên cổ chính là chính kiếp luân hồi của Đường Tam Tạng. Chính kiếp bị giết đó của Đường Tăng trước đây đều muốn đến Tây Thiên lấy kinh. Nửa năm sau chuyện đó, tôi đặt chân đến Thiên Trúc. Con ngựa trắng đi theo tôi từ thành Trường An đã qua đời bị bệnh tại nước Diệt Pháp. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành đổi thành một con ngựa đen. Nhưng khi đến Lăng Vân Độ, con ngựa đen kia cũng mất. Tôi chỉ có thể đi bộ, cứ thế đi suốt nửa năm trời. Cuối cùng cũng đến được nước Thiên Trúc. Linh Sơn ở nơi đây. Ngôn ngữ ở Thiên Trúc là tiếng Phạn. May á mà hồi trong chùa tôi đã từng học tiếng Phạn nên có thể giao tiếp với bọn họ. Tôi vừa đi vừa hỏi, học được rất nhiều văn hóa và phong tục Thiên Trúc trên suốt đoạn đường. Thiên Trúc mà bạn nhìn thấy vốn chẳng phải thánh thổ cực lạc gì cả. Người nơi này thậm chí còn chẳng bằng người dân bình thường ở Đại Đường. Ta thấy người nghèo và người giàu tranh chấp với nhau. Kết quả người nghèo bị phà, miệng và lỗ tai của họ bị rót đầy dầu nóng. Tôi thấy một kẻ giàu có hành hạ một người nghèo đến mất mạng, nhưng chỉ bị phạt bồi thường vài đồng bạc lẻ. Tôi hỏi bọn họ, đây là đạo lý gì vậy? Nhưng họ lại nói cho tôi biết, đây là một chuyện hết sức bình thường. Bởi con người từ khi sinh ra đã được định giá như thế rồi. Lâu dần tôi cuối cùng cũng phát hiện, hóa ra Thiên Trúc chia con người thành 5 loại. Thượng đẳng nhất là Bà La Môn, họ là chủ nhân của tất cả mọi người. Mà hạ đẳng nhất là tiện nhân, cuộc sống của họ có khi chẳng bằng heo chó, mà sống cực kỳ rẻ rúng. Đây chính là đất nước dưới chân Phật Tổ. Rốt cuộc chúng sinh bình đẳng ở chỗ nào? Tôi hỏi một tiện nhân bị đứt lìa một tay một chân. Nơi này là Thiên Trúc, là thánh thổ cực lạc. Thật hả? Tại sao mọi người lại bị làm nhục như vậy nhưng không phản kháng? Người đó cười bảo, tại sao phải phản kháng? Hết thảy đều do luân hồi định đoạt cả rồi. Chẳng qua đời này mình đầu thai mà không được nhà tốt, chỉ cần cố gắng thì kiếp sau có thể đầu thai thành Bà La Môn. Mà những người coi thường hắn, kiếp sau bị đầu thai thành súc sinh cũng không biết chừng. Chỉ cần nghĩ đến việc những người xem thường mình kiếp sau có lẽ sẽ trở thành súc sinh, hắn liền cảm thấy kiếp này khổ cũng chẳng đáng là bao. Tôi hỏi người nọ là ai nói với hắn người xấu sẽ đầu thai thành súc sinh. Người đàn ông đó vẫn tươi cười như trước, bình tĩnh nói, là Phật. Nghe hai chữ này, lưng tôi bỗng đổ mồ hôi lạnh. Hành trình đi về phía Tây, thứ lấy được chỉ là một giấc mơ. Nhưng như tôi đã hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói này. Tôi đã biết tại sao 10 kiếp của Đường Tăng đều phải đi thỉnh kinh, tại sao đều bị sát hại khi vừa mới bắt đầu. Tôi đã biết mục đích thật sự của hành trình đến Tây Trúc. Linh Sơn Nguyên Nga cuối cùng đã ở ngay trước mắt. Tôi rời thành Trường An đến Tây Trúc đã được bao nhiêu năm rồi? 9 năm, 10 năm, hay 11, 12 năm? Không đếm được, cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm. Tôi mang theo một chút lương khô, định đi lên đỉnh núi. Trước mắt lại xuất hiện hai tăng nhân. Tôi biết họ là A Nan và Ca Diếp. Tiểu Hòa Thượng ơi, ngươi đang làm gì đó? Một người cất tiếng hỏi. Tôi đến Lôi Âm Tự tìm Như Lai Phật Tổ.
Như Lai Phật Tổ là người mà ngươi nói muốn gặp là gặp được ư? Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Vậy sao ta không thể gặp? Tôi không kiêu ngạo, không xu nịnh đáp lại. Ồ. A Nan và Ca Diếp nhìn nhau, sau đó mỉm cười, nói, vậy ngươi theo bọn ta lên đây. Tôi tập tễnh đi theo họ lên đỉnh núi. Tiểu Hòa Thượng à, linh sơn núi cao thường xuyên bị mây che phủ, ngẫu nhiên sẽ có sấm sét, người nhớ cẩn thận đó. Biểu cảm trên mặt A Nan trở nên quái dị. Xác thịt người phàm nếu bị sét đánh trúng sẽ mất mạng đó. Ca Diếp cười bổ sung. Tôi không trả lời họ, tiếp tục theo sau hai người tiến về phía trước. Đi đến giữa sườn núi, một tia sét bỗng đánh xuống ngay dưới chân tôi, âm thanh phát ra to đến điếc tai. A Nan và Ca Diếp dừng lại hỏi, còn muốn lên nữa không? Tôi vẫn không nói lời nào, bình tĩnh sửa lại tăng y trên người, tiếp tục tiến về phía trước. Hai người họ lộ ra vẻ mặt phức tạp. Lần này tôi lướt qua họ, đi thẳng về phía trước. Tia sét thứ hai đánh xuống đầu tôi, tôi cảm thấy có một thứ chất lỏng nóng ấm chảy ra từ đỉnh đầu, nhưng mà kệ, vẫn tiếp tục tiến lên. Lôi âm tự ở ngay trước mặt, gần trong gang tấc. Tất cả câu hỏi của tôi sẽ được giải đáp ở nơi này. Ngay chỉ khi còn lại cỡ 10 bậc thang, tia sét thứ ba đánh xuống. Lúc này thiên lôi đánh thẳng xuống người tôi, tôi lung lay sắp ngã. Nhưng sau khi đứng vững thì vẫn không dừng lại, chân tôi mềm nhũn, cuối cùng ngã xuống theo những đám mây bao phủ linh sơn. Người là ai? Người muốn biết bản tọa là ai? Vậy còn ta là ai? Ta đoán người cũng biết người là ai rồi. Đúng, ta biết rồi. Nơi này không phải điểm cuối cùng, nơi này vốn nên là điểm khởi đầu. Hiện tại thì sao? Người muốn làm gì? Lên Tây Thiên thỉnh chân kinh. Lần tiếp theo xuất hiện trước mặt A Nan và Ca Diếp, họ đều tỏ vẻ khó tin. Sấm sét vẫn đánh xuống như cũ, nhưng lúc này đây chúng lại chẳng thể chạm đến tôi. Tôi bước qua sấm chớp, cuối cùng đứng trước đại điện Lôi Âm Tự. Kẻ nào tự tiện xông vào Lôi Âm Tự? Một giọng nói đầy uy nghiêm phát ra từ sâu trong Lôi Âm Tự. Đệ tử đến từ Đông Thổ Đại Đường, pháp danh là Bất Nghi. Hóa ra là đệ tử Phật môn, vậy ngươi đến đây có chuyện gì? Đệ tử đến vì muốn thỉnh chân kinh. Chân kinh? Không phải chân kinh đã được giao cho thầy trò Đường Tăng mang về đại đường các ngươi vào 40 năm trước rồi sao? Thứ đệ tử muốn không phải cái loại chân kinh rao giảng Phật hiệu. Ngươi là đệ tử Phật môn, không muốn Phật hiệu, vậy muốn cái gì? Vì tất cả Phật hiệu đều là vô căn cứ. Lời vừa nói xong, cánh cửa Lôi Âm Tự bỗng bật mở. Tôi thấy 3.000 chư Phật, 500 La Hán bên trong Lôi Âm Tự đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía mình. Ngồi chém chạy giữa họ chính là Như Lai, đứng trên hết thảy. Trước mặt bọn họ tôi chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé. Nhưng mà tôi chẳng hề lo sợ, ngược lại còn bình tĩnh tiến về phía trước. Từ nhỏ đệ tử đã học thuộc 35 bộ chân kinh Tam Tạng pháp sư mang về, nhưng đọc càng lâu đệ tử càng cảm thấy khó hiểu. Giờ đệ tử một mình đến Tây Thiên, trải qua mấy năm, cuối cùng cũng hiểu được thấu đáo đạo lý ẩn giấu bên trong kinh Phật, hiểu được mục đích thật sự của hành trình đến Tây Thiên. Hành trình xa Tây Trúc vốn là giả. To gan! Phục Hổ La Hán quát lớn, Mãnh Hổ dưới chân hắn cũng gào lên với tôi. Rốt cuộc Phật lý là gì? Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng đệ tử cũng đã hiểu được ý nghĩa thật sự của Phật lý. Ngài muốn chúng sinh không tin vào chính mình, mà phải tin vào thần Phật. Ngài muốn bọn họ không tin vào kiếp này, mà chỉ biết theo đuổi kiếp sau. Ngài muốn họ cam tâm tình nguyện nhịn xuống tất cả những đau khổ của kiếp này, gạt họ rằng kiếp sau họ sẽ được hưởng phúc. Ngài muốn họ tránh xa tham sân si, đơn giản chỉ vì có dục vọng thì sẽ có bất mãn, có tức giận, có chống đối. Xét cho cùng, Ngài làm như vậy chỉ vì để áp bức dân chúng, để họ chấp nhận số mệnh của mình, đúng chứ? Bởi thế mà con người mới không dám đối đầu với trời đất, kẻ nghèo không dám tranh đấu với kẻ giàu, vĩnh viễn không dám hạ bệ thần linh.
cấm miệng. Hàn Long La Hán quát lớn. Vì vậy nên hành trình đến Tây Thiên Thỉnh Kinh chẳng qua chỉ là một vở tuồng, là vở tuồng do thần Phật và đám quý tộc hoàng đế gian ác dựng lên. Nếu kinh Phật có thể cứu vớt hạ hoại sinh linh trong thiên hạ khỏi nước sôi lửa bỏng, vậy thì tại sao Phật Tổ Từ Bi lại cất nó vào một xó, bắt thầy trò Đường Tăng lặn lội ngàn dặm xa xôi đến mang nó về? Chẳng qua là ngài biết rõ, chỉ cần làm cho người đời tin rằng chân kinh không dễ lấy được, thì họ mới càng tin những gì ghi trong chân kinh là thật. Nhất là năm đó, trong nhóm người thỉnh kinh còn có con khỉ từng đánh nhau với chi tiên thần Phật, và kim thiền tử từng nghi ngờ ngươi trong số 3.000 đệ tử. Chân kinh họ mang về, làm gì có ai dám nghi ngờ? Bọn họ đều đã thành tâm quy y, vậy thì quyền uy của thần Phật còn ai dám mạo phạm nữa? Tôi hét lớn, xung quanh bỗng vắng lặng như tờ. Phải một lúc sau, Như Lai mới nói. Bất Nghi, ngươi hình như nghĩ xấu cho ta rồi. Có lẽ kinh Phật của bổn tọa không thể giúp toàn bộ người trong thiên hạ thoát ly khỏi bể khổ, nhưng ít ra nó đã cho họ hy vọng vào kiếp sau, có chỗ cho họ gửi gắm ở kiếp này. Nếu mọi người đều không biết thỏa mãn, vậy cái chết sẽ xuất hiện ở khắp nơi. Vậy chẳng phải nghiệp chướng chồng chất hay sao? Bi thương hay qua đời bị bệnh tật đều do số mệnh sắp đặt. Cực khổ trong nhân gian cũng là sự chấp nhất quá mức với số mệnh đã an bài. Tôi nở nụ cười lạnh lẽo nói. Phật Tổ à, nếu ngài tin mình đúng, vậy tại sao không thả Tôn Ngộ Không thật bị đè dưới chân núi Ngũ Hành Sơn ra? Tại sao phải phái một con khỉ khác giả mạo nó? Tại sao ngài lại phải lấy mạng ta đến 10 lần? Trong đại điện trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Thật lâu sau, Như Lai mới nở nụ cười. Bất Nghi, ta sớm nên nhận ra ngươi là kiếp thứ 11 của Kim Thiền Tử mới phải. Những lời ngươi vừa nói giống y như đúc những gì lúc trước hắn nói với ta. Ta vốn định để ngươi đi đầu thai thỉnh kinh, để ngươi sau khi trải qua muôn vàn cay đắng mà thành tâm quy y Phật Pháp. Nhưng ta chẳng ngờ kiếp nào ngươi cũng nảy ra đống suy nghĩ vớ vẩn đó. Đến lần thứ 10, ngươi vẫn như vậy. Vừa ra khỏi thành Trường An đã bắt đầu sinh nghi. Ta chẳng thể nào giao trọng trách lấy kinh đó cho ngươi được nữa, nên mới đành để Địa Tạng Vương hóa nguyên thần của ngươi ở địa phủ, sau đó tìm một thế thân từ chỗ Quan Âm Đại Sĩ ở Quan Âm Viện thay ngươi hoàn thành nghiệp lớn. Nhưng ta không ngờ ngươi thế mà lại trốn được khỏi tay Địa Tạng Vương đó. Hoặc cũng có lẽ Địa Tạng Vương vốn không phải người của ngài. Tôi thản nhiên đáp lại. Kim Thiền Tử, người có lý của ngươi, ta có lý của ta. Chúng ta không thể nói ai đúng ai sai được. Ngươi nói ta làm thế vì muốn che mắt người đời, nhưng sao lại không nghĩ bởi vì ta đã nhìn thấu nhân tính là mới dệt lên một giấc mơ cho họ. Dù ngươi có đặt chân đến Linh Sơn lần nữa, giảng lại đạo lý ngươi nói đầm đó một lần nữa, thì mọi chuyện vẫn sẽ như cũ cả thôi, chẳng thay đổi được gì đâu. Thay đổi được, tôi vẫn trả lời y hệt lúc trước. Vậy ngươi thay đổi thế nào? Đi nói cho người đời rằng luân hồi thật ra đều là giả, nói bọn chúng chịu cực chịu khổ chẳng có ý nghĩa gì, chúng sẽ tin lời ngươi nói sao? Ngươi phá vỡ giấc mơ ta đã dệt lên cho bọn chúng thì có ý nghĩa gì? Như Lai vẫn không thay đổi sắc mặt. Có chứ, bởi vì có người sẽ nói cho họ biết số mạng của mình không phải là nhờ cúng bái mới có, mà phải tự mình giành lấy. 500 năm trước, có một con khỉ tên Tôn Ngộ Không. Nó không tin thần và yêu có sự khác biệt, không tin những quy tắc do các người đặt ra. Nó cảm thấy chỗ Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi được thì nó cũng phải ngồi được. Vì thế nên thần Phật trên trời đều muốn trừng phạt nó. Đến khi nó đại náo thiên cung, thần Phật thế mà lại e sợ nó. Tiếc thay, nó đánh cược thua ngài. Nó cam tâm tình nguyện bị ngài đè ở dưới núi Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm. Nó cứ nghĩ 500 năm là 500 năm thôi, nhưng lại không biết rằng các người đã tìm một kẻ khác giả mạo nó, tự diễn một vở sang Tây Thiên Thỉnh Kinh chỉ để nhốt nó dưới đấy mãi mãi. Thế nên trên đường sang Tây Trúc chẳng có nơi nào gọi là Ngũ Hành Sơn cả. Bởi vì Ngũ Hành Sơn thật ra
chính là Linh Sơn. Thật ra Tôn Ngộ Không vẫn đang bị giam dưới chân Linh Sơn, đúng không? Nếu không phải bị tia sát trên Linh Sơn đánh trúng, ta nghĩ mình cũng không thức tỉnh được nguyên thần Kim Thiền Tử, cũng không phát hiện được bí mật này. Như Lai, đó là chân kinh ta muốn tìm. Chân kinh của ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôi nhìn vào mắt Như Lai, lạnh lùng nói: hành trình sai Tây Thiên không phải Đường Tăng đã tháo lá bùa trên núi Ngũ Hành Sơn, thả Tôn Ngộ Không ra sao? Hành trình thính kinh bây giờ mới bắt đầu. Tôi nói, sau đó lấy ra 6 tấm bùa vàng giấu trong tay áo. Linh Sơn cũng theo đó bắt đầu rung chuyển. Ngày hôm đó, mọi người nhìn thấy một luồng sáng màu vàng chui ra từ dưới chân Linh Sơn, bay thẳng lên trời cao. Ngày hôm đó, mọi người thấy vạn thần tập kết trên cửu trùng thiên như lâm đại địch. Ngày hôm đó, mọi người nhìn thấy một con khỉ đầu đội tử kim quang, chân đạp cân đẩu vân, trong tay cầm kim cô bổng, một mình lao về phía thần Phật trên trời. Cũng vào ngày hôm đó, người ta nhìn thấy một người đàn ông chỉ về phía Linh Sơn, vừa cười, vừa khóc. Hắn nói, mình nhịn nhục cả một đời, chỉ chờ được xem trò vui này. Nói rồi hắn lấy ra một cây đinh ba, lao đến đập nát ngôi miếu thờ Tịnh Đài sứ giả. Không ai biết chuyện sau này của con khỉ đó nữa, cũng chẳng ai biết con khỉ đó thắng hay thua. Chỉ là khi nói về Tôn Ngộ Không, họ sẽ nói rằng con khỉ đấy đến tận giờ vẫn chưa chịu phục tùng thần Phật. Họ nói, hóa ra giữa đất trời đấy vẫn còn có kẻ dám khiêu chiến uy quyền của thần Phật. Họ nói, sau ngày hôm đó, dường như Phật đã thay đổi, thế đạo cũng thay đổi. Cũng chẳng ai biết Bất Nghi Tiểu Hòa Thượng một mình đến Linh Sơn đã đi đâu. Nhưng có người từng nghe, hắn đứng trước chân núi thì thào gì đó. Đại khái là, một đời không tranh đấu thì nói gì đến chuyện luân hồi. Không hỏi nhân quả, vậy lấy gì để bàn về tiền căn? Kẻ giác ngộ là chúng sinh, mà kiêu ngạo nghĩa là cõi niết bàn. Câu chuyện về Tây Du Ký lần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ video nhà mọ. Nếu thấy thích thì đừng quên cho mọ xin một like, share video cũng như bình luận bên dưới nhé. Đừng quên khung giờ phát sóng của nhà mọ vào lúc 19:30 thứ 3, 5, 7 và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ thì tôi là Mọ Game. Cảm ơn các bạn vì đã đến đây.